Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay ông cộng một thiên thì ông lại bá nữa anh em. Và cái tên ETH này lại xuất hiện lâu lâu, lại xuất hiện từng lần. Nhưng mà tiếc là đợt này không có chơi được chân vũ. Tại vì đợt này ông ra liên server được mấy lần đâu, cho nên đợt này ông không có được ra ngoài liên server luôn. Rồi, cái tên ETH này nói chung là bây giờ anh em mình xem lại đồ của ông ETH thử. Đâu cùi lắm đâu nè, nói chung là ổng ổng áp đó chứ, nó nhìn công 6-7 triệu ít đâu, đúng không? Nhưng mà bằng một cách nào đó thì bằng một cách nào đó thì phá mệnh 6 đồ này nọ, nói chung là ông ETH này ổng lực lắm rồi. Tổng lực chiến ổng lên tới 9 tỷ tư rồi. Hôm bữa chỉ có 7 tỷ thôi đâu, từ lúc mà ông nổi lên như một hiện tượng là lúc đó đâu đó 7 tỷ thôi. Bữa nay là anh em thấy lên 9 tỷ mấy à, đột biến rất là nhiều. Mà ông khi mà ông yếu á, thì ông lại bá nhiều, nhưng bây giờ tự nhiên ông mạnh lên rồi nó tự nhiên cũng bá nữa. Đây mình sẽ cho anh em xem những cái trận ông đánh này, lực giá men đó chứ. Ông 8 tỷ 2 lực chiến mà ông đấm 3-0 nè. Victor Curly này thì bay màu nhẹ nhàng. Ông tứ AK này quýnh không lợi ông 40k một ngày này luôn hả trời. Ok anh em mình xem. Tôi qua tôi buồn ngủ quá mấy ông ơi, hình như tôi nhớ không lầm là 7-8 giờ tôi ngủ, chưa bao giờ mà cảm giác nó khỏe như hôm nay. Mà lần đầu tiên trong mấy tháng nay mới ngủ được 8 giờ. Mấy tháng rồi đó. Ý con thú gì vậy? Quái, ông kia ông có thú mới luôn kìa. Không phải cái thú thằng giỏ hay gì vậy ta? Không, thằng giỏ ông nhiều đi, 2, 4, 6, 7 cái thằng giỏ luôn kìa trời. Lần đầu tiên trong mấy tháng nay mày ngủ lúc 8 giờ tối và thức 5 giờ sáng. Lần đầu tiên luôn vậy, nó khỏe dã man. Bây giờ biết sao không? Tại vì bệnh đợt này tôi mới tự nhiên làm sao mà tôi uống một miếng trong người rất là khỏe nha. Bữa trước tôi còn xuống dưới Tiền Giang chơi xong về rất là khỏe, xong xong cái uống cái chai ô long cũng vẫn rất là khỏe. Thức dậy rồi, thức dậy rồi vẫn rất là khỏe anh em, nhưng không biết sao ngủ thêm đêm nữa sáng mới xong bệnh. Có nhiều ông kêu tôi là yêu tám cái bệnh luôn. Chắc có thể là biểu tám đuối quá chịu không nổi. Giải nè, ôi thằng giỏ giờ nhiều quá, 2 4 6 7 ông bảy bảy cái thằng giỏ hết trơn. Yểm mộng tu la. Trời ơi chim, ổng lực giả man nữa chứ. Bây giờ võ thánh ra nè. Võ thánh mà gặp như ông nghe TH này thì bó tay, cầm nguyên của tư mí đâu chịu gì nổi. Sao đỡ được. Võ thánh thiên tướng gặp tư mí thì chỉ khóc thôi nè, chỉ có ngồi khóc thôi không làm được gì hết. Nhưng ăn được tứ AK đúng rồi, tứ AK ông đâu chơi tư mí đâu.
Hình như lâu lắm rồi mình mới gặp lại ông ETH á. Lâu lắm rồi đó. Hình như là hai đợt tranh vũ chiến thần. 7 8 đợt liên server. Bây giờ ông mới ra nè. Lâu lắm rồi đó. Cái thú gì trời. Khoan anh em. Không biết con hạt này đủ đủ level để xem chưa. Con thú này nó con thú gì vậy? Nhìn nó phê phê vậy. Nhìn nó đẹp đẹp á. Nếu nó có tác dụng gì không mà nó đẹp đẹp. Ok, thì tới đây là anh em biết ông ETH ông Vin. Anh em biết ngay từ đầu rồi đúng không? Để tôi coi đủ level 35 chắc chưa đâu. 35 chắc chưa xem được đồ giám, chứ ghé lên 40 mới được anh em. Rồi không được rồi. Tuy rằng đợt này ông được Gali server nhưng mà ông ít điểm quá cho nên ông không được đi chăn vũ. Chăn vũ đợt này nè có như ông Flash Bambi gì nè. Nhưng mà mình đang không hiểu tại sao ổng xui tới cái mức độ mà ổng đánh chung với lại ông Thresh với lại ông Thiên Hoại hay sao. Chắc có lẽ ông cùng nhóm với ông Thresh hoài luôn anh em xui á. Hoặc là cùng nhóm với ông nào đó. Thresh cũng mạnh lắm chứ không yếu. 9 tỷ mốt. Đây. Và ông ETH cũng rất là lực chứ không yếu đâu. Cái ông ETH này là ông là một trong những người ông mà gọi là win ông Thiên nhiều nhất. Có thể nói ở thời điểm meta kia, meta tôn sách, ổng là một trong những người mà win ông Thiên nhiều nhất. Mà không có thể ở cái cụm một thì hồi đó là không ai làm được điều đó. Đó, con thú này nhìn đã ha. Thiệt, ít nhất nó cũng đẹp hơn con tranh xíu. Nó cũng có tác dụng hơn tranh xíu. Con tranh chỉ có cái meta mà cái meta đại chiều hán bút nhiều á là con tranh có tác dụng thôi. Từ đó về sau con tranh hình như là nó phế luôn anh em, không có nó xài được con gì, không có xài được gì hết. Anh em xem đi. Tôi uống ngũ cốc bồi bổ cơ thể. Uống nước chừa cơm. Châu Liêm. Châu Liêm là gì đây? Châu Liêm là cái chế độ gì lạ lùng vậy? Điều bậy quá. Ông build cái này có lẽ cho con tự ý quá. Thì trong hai con võ thánh với tự ý thì chỉ có một con một xài được thôi. Chỉ có một con được xài tại vì một con kia nó xài cái kia rồi. Yến sinh mộng tử. Châu Liêm. Châu Liêm, Châu Liêm. Châu Liêm quánh cho nó cái lại để Châu Liêm. Hình như là giảm đam. Là giảm đam gián tiếp hay sao? Hay là trùng sinh level 7. Chuyển sinh chứ. Chuyển sinh level 7 hả ta? Phải tôi review được mấy một trong những cái cô gà đầy mới đã. Sẽ có những cái đồ gì anh em nhìn tôi sẽ biết liền. Mấy con gà này sẽ dư rất là nhiều đồ. Châu Liêm li lị hết.
Ôi như tầm này mấy ông châu tới mức độ mà dấu thánh quýnh mấy chục cái mà không thấm thía gì chơi cái trời. Thiệt chứ. Con dấu thánh nó cộng vô mười mấy lần luôn, con tăng không hề hớn nhỉ. Một trong những con tướng đam gián khủng khiếp nhất luôn mà không ăn thua. Châu Liêm. Cái này là cặp đôi Lưu Linh với lại Võ Thánh nè. Mấy ông chuẩn bị coi cặp đôi Lưu Linh Võ Thánh lật kèo nè. Châu Liêm. Tôi vẫn chưa biết cái Châu Liêm là cái gì. Để bữa nào tôi tìm. Để tôi vô con ngạc và tôi review rồi tôi tìm hiểu được. Tại bữa giờ không có vô coi mấy cái chức năng thú. Không yếm Tula 14 lần mà quýt không thấm thía cũng đóng chát luôn. Con chơi cơ hán quýnh được đúng cây. Châu Liêm là cái gì vậy? Nó châu thế nhỉ? Nè, mấy ông nhìn nè. Rồi. Ủa ta. Cái game này là game Lưu Linh gánh tem hả? Ôi cái này Lưu Linh của Omega TH gánh tem mà nè anh em. Chứ đâu nữa. Rồi 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 kèo này kèo của Lưu Linh gánh tem mà. Trời trời trời. Đây là một trong những con Lưu Linh đầu tiên mà gánh mà gọi là căng hết. Để coi nó tích đâm gián tiếp được nhiêu. Trời ơi. What the hell à. Nó quýt một phát một chích quẹo luôn anh em. Trong khi con Võ Thánh kia nó chém từ nãy giờ không chết. Con Lưu Linh nó chưởng một phát một đi luôn mà. Mắc yển giáp rồi, yển giáp bên kia đang mạnh. Nó đập thác một chết queo tư mấy luôn lấy gì chọt. Ấy cái gì vậy? Nó để chữ gì vậy? Anh em vừa thấy cái chữ gì đen đen trên màn hình không? Cái gì mà dạng vật gì đó. Lưu Linh mới có cái dấu hiệu gì đã vậy? Tội là tội mình Lưu Linh gánh hết luôn á. Game này game mình Lưu Linh gánh tem chứ đâu. Chịu hồi nhọc luôn. Quá ghê. Mấy đầm chính nó còn gì nữa đẹp thiệt chứ. Châu Liêm. Châu Liêm. Nè nè thánh đam đây nè. Trời má ơi nó tích cũng dồn. Đam nó cũng chẳng thua vô thánh lắm. Chọn đi. Chọn đi. Đại sát tứ phương. Đại sát tứ phương. Trời ơi đánh đâm gián tiếp chết luôn con sưng qua. Hứa chữ. Hứa chữ nè. Giờ này tư mỹ nó quýnh liên lia lịa hết trơn à. Nhưng chịu không nổi. Tài nó quýnh chết luôn yên giáp rồi anh em. Rồi anh em nghĩ đi. Con Lưu Linh này nó bá đạo trên hạt gạo.
Châu Liêm. Tôi không biết Châu Liêm là cái gì nhưng mà nó vẫn Châu Liêm. Tao thì quên chết của hứa chữ luôn. Ôi ơi. Giờ này nó gõ phát mộng chắc chết luôn, tư mí quá trời. Châu Liêm. Không, Châu Liêm nó là đơn giản, hồi nãy nó có một cái pha anh em nào tua lại coi cái lúc mà con Lưu Linh nó bật cái chế độ gì mà gọi là cái chữ đen đen đẹp lắm. Lâu lâu coi mẹ tôi hát với ông Thiên quýnh đã. Chỉ có mấy kèo này quýnh nghe phê phê thôi chứ ông thằng Red vô quýnh nhìn cũng chẳng phê đâu nè. Thằng Red vô chịu không nổi với ông Thiên đâu. Thiệt. Chỉ có hai ông này quýnh mới phê thôi. Chứ mà ông thích tới AK có win ông Thiên đi chăng nữa, win nhìn cũng không đẹp. Tại bị ao quá nhiều á. Chỉ có thể là ông ETH với ông Thiên này quýnh lộn nhau nhìn mới đã thôi. Ông ETH lộn lộn chọt vô win game đẹp. Nhưng mà ông build hơi sai chứ. Tại vì ông build kiểu Quân An Bình đó. Quân An Bình ra để vui giải trí vậy thôi chứ có mạnh mẽ đâu. Quách gia cũng vậy, gia là giải trí. Trừ khi nào mà cái chiến pháp mà gọi là cái chiến pháp với chức năng nguồn lôi á. Tôi thiệt với mấy ông chứ bây giờ mấy ông cứ suy nghĩ đơn giản thôi. Bây giờ cái chiến pháp mà gọi là cái chiến pháp vững vàng và nó bỏ đi á là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái con thi bông lôi nó mắc luôn. Là cái meta chơi sẽ cân bằng trở lại, là chơi sẽ rất ok luôn. Và BK anh em sẽ nhìn sẽ đẹp hơn. Nhưng mà tại vì có hai cái đó nó gò bó quá đó. Cho nên cái BK nó hơi lọn xíu. Nó không được đẹp. Thành ra ra những con tướng mà nó không có giá trị. Chứ đúng là con Quan Bình mà boost được á, thì quýnh theo kiểu nhân phẩm, đúng theo kiểu nhân phẩm luôn á. Đẳng cấp luôn của nhân phẩm. Cái những vàng này nó không cho boost. Mà không xài những vàng thì biển bô lôi, bông lôi nó xích. Nó khó lắm. Cái tầm của mấy ông này là tầm gọi là whip quá. Cái tầm của ông Thiên này là whip quá. Phải có con lưỡi chỉ mới xài mới chơi được lắm thôi. Hoặc là chính xác cao cao xíu. Chứ cầm con Hán Vũ mà chính xác mà thấp thấp thì thôi chứ. Hán Vũ với lại con Quách Hứa Bình là quýnh auto bị né. Đợt này Lưu Linh không thể nào gánh nổi à. Tại vì Vô Thánh nghe nó quýnh mấy cái lớp kia hơi hết. Không thấy không, quýnh auto bị né mà. Phong thì ăn của mày ổng giống kiểu gì quýnh cái là đứng luôn hay gì á. Phong thì ăn cái nãy giờ Lưu Linh nó không hết cái phong thì ăn luôn mà. Ý là quýnh trúng rồi đó. Ờ đây cái thứ năm mà đó, quýnh 5 cái rồi mới giải được cái phong ăn. Quýnh đang chết ngắt cái yên giáp.
Quýnh không mắc nổi những giáp của Võ Thánh bên kia. Võ Thánh lực. Rồi, mắc những giáp luôn. Linh nãy giờ sao hiện khô ta? Trời ơi, nó quýnh một phát mười mấy cây ngự giáp của Vô Thánh trời. Thấy ớn không? Chết, chết con mới chữ luôn. Linh mạnh vãi. Bữa nay là tập trung hết vô Lưu Linh nè. Lưu Linh quýnh ép. Rồi xong. Lưu Linh dường như ông ETH để ông win được ông Thiên là nhờ cái con Lưu Linh. Lưu Linh mà chết rồi là coi như đi. Đồ của ông Thiên này ha. Lâu quá mình không xem đồ, để mình xem đồ lại nha nè. Với lại xem thú, ông có thú gì. Rồi một set củ K. Một set củ U. Một set củ tiêu. Rồi một set củ K nữa. Trời 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 trời. Con này nó cầm nguyên cái set cái củ U luôn. Yển giáp. Rồi hứa chữ cầm củ K. Có đồ mới không ta? Mà không có xài bút máu đâu. Không có xài đại kiều đâu. Không có xài cái set đó chi đâu. Thú mới hả ta? Đây. Con tỷ giật 5 sao ở đây. Tỷ giật 5 sao. Vậy thì ông sẽ thay thế con gì đây? À con lăng này con kia đồ rồi hết ha. Con chanh này mình nghĩ là nên bỏ luôn rồi nè. Nửa gan thú mới ổng bỏ mới ổng bỏ luôn con chanh. Hình như là thiếu con gì nữa đó. Con ngoan hoa tiên bá hạ là phải có đó. Chào phong là phải có. Tinh vệ. Để coi mấy ông cơ bản là biết nè. Coi ông tới AK là biết nè. Như còn con thú gì đó để xài nữa. Rồi, phải rồi. Bạch trạch nè. Hoa tiên đúng rồi anh em. Tầm này mấy ông bỏ hoa tiên hết rồi. Mấy ông không thèm xài con hoa tiên nữa rồi. Bỏ hoa tiên năm sao là mấy ông bỏ hết. Mấy ông giờ không chơi hoa tiên nữa rồi. Nói chung là nó hoa tiên nó cũng không có tác dụng gì nhiều rồi đó. Nên giờ mấy ông bỏ qua hoa tiên hết trơn à. Cả mấy ETH không biết con hoa tiên không nữa. Chắc mình nghĩ cũng bỏ luôn rồi quá. Đúng rồi. Ông nào cũng bổ. À, ông này ông xài hoa tiên nha. Ông này ông xài hoa tiên. Bạch ly bá hạ tỷ giật tinh vệ tranh tha thiết. Ủa ơi ông này xài thú khác không Thiên ta. Cô men chào phong tranh tỷ giật sao mà nhìn hai con hai ông yêu thú khác khác nhau ta. Chỉ cuối cùng con nào ông nào với ông nào. Ông này thì xài hoa tiên nè đúng không? Ông ETH thì ông xài hoa tiên nè. Bá hạ có, chào phong có. Ai ông bỏ, ông bỏ ác. Ông này ông bỏ thú ác, hèn chi bảo sao chém mấy cái chết queo rồi. Con hoa tiên này đâu có tác dụng bằng cái con ấy được anh em. Con này mới là con ngon nè, con thú này mới gọi là thú ngon nè, đâu rồi. Ở cái con kia ông này ông cũng à hai ông này ghen nhau đội mẹ ơi. Hai ông này ghen nhau muốn bỏ con gì nè quên bà cái tên nè. Để con tứ AK ông có, con tứ AK có. Cái con đó mấy ông đó chê ta. Ông nào cũng chê chứ gì. Ông này không có không xài luôn. Ông này có xài không? Con gì tự nhiên tôi quên tên nghe. Ông lấy con đó giờ nó đổi thành tỷ giật. Thời rét có không? Đấy nè, con anh Chiêu. À đúng rồi, con anh Chiêu. Không, ông này xài anh Chiêu chứ. Anh Chiêu giảm đam gián tiếp chứ. Bao nhiêu 4-5% gì đó anh em. Cái ông này bỏ hết trơn rồi, không có ai xài chứ. Hèn chi. Nhưng mà bây giờ trâu giả men kém hoài kém mình không phân biệt được. Nhưng mà con anh Chiêu cũng khá là ngon chứ. Mấy ông này xài hoa tiên mà không xài anh Chiêu, bỏ anh Chiêu hết trơn rồi. Nhưng hôm nay lưu linh của ông ETH cũng khá là mạnh. Nhờ con lưu linh ở trong thiên tướng ra nó khá là mạnh ha. Nhưng mà đối với những tình huống mà chém ít
những ông mà quánh kiểu như tứ AK được nè, như có yển giáp không, nếu mà ông build mà tư mỹ mà có yển giáp được này kia là chém. Thôi ông này chắc gặp ông ETH biết quýnh lại không. Nhưng mà không, mình không hiểu sao mà ông vô cái nhóm nào á, nếu mà ông nhảy qua cái nhóm này là ông bị ông Thiên lội lội ở trong kia luôn á, chưa có ra được liên server nữa. Thành ra là bây giờ ông ETH giờ anh em lên bảng xếp hạng kiếm ông hơi khó. Rồi thì video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye.